xin chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin trần lưu quang cầu cứu thần phạm minh chính cầu cứu ma ai sẽ thắng ai đây ông trần lưu quang đang là ẩn số khó lường nhất trên chính trường việt nam là người gốc tây ninh không rõ nguồn gốc đã lên như diều gặp gió và mới đây thông tin từ bên trong cho biết một cựu lãnh đạo người bắc vào nam công tác ở tây ninh đã để lại hậu quả của ông tại miền nam không biết nguồn tin khả tín này có đáng tin hay không. Tuy nhiên thực tế quan chức miền Bắc và Nam không hề ít và rất nhiều quan chức miền Nam được đưa ra Bắc làm lãnh đạo cấp tỉnh rồi về Trung ương cũng đã từng xảy ra. Điều này làm người dân nghi ngờ gốc gác của các vị đấy. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang khấn thần tại chùa Tam Trúc. Trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không gốc lớn không bao giờ có thể leo lên cao điều kiện nhất hậu duệ luôn luôn được đảm bảo khi đã được đảm bảo bản thân thì gen đỏ đó lúc ấy mới tính chuyện dùng tiền để mua chức sẽ không có dân thường nào và được mâm quyền lực của đảng cả vậy nên những tin tức từ bên trong tuần ra là có thể tin cậy được không ai thừa nhận con rơi ngay cả ông hồ chí minh còn không thừa nhận con của mình thì ai dám thừa nhận đây cho nên con rơi cứ tìm đại trong một ông bố hở nào đó và gán vào để dân khỏi đảm tiếu rồi nâng đỡ riêng cho con trên con đường quan lộ. Điều đó sẽ đảm bảo lãnh đạo có đạo đức trước dư luận và con rơi không bị thiệt thòi. Ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có khuôn mặt khá giống với cố thủ tướng Phan Văn Khải như đúc. Tờ Thời báo chấm đã có bài phân tích từ khi ông Mãi mới lên làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có người cho rằng người giống người là chuyện bình thường tuy nhiên xác suất thì rất thấp mà thêm yếu tố con đường quan lộ như đang được dọn sẵn của phan văn mãi không khiến nhiều người dân đặt câu hỏi rằng tại sao lại như vậy nguyên nhân từ đâu ông phan văn mãi giống ông phan văn khải là một sự thật ai muốn tin thì tin không thì thôi nhưng đây là người quan sát từ bên ngoài không có kết quả xét nghiệm adn để khẳng định được điều đó mọi cái vẫn đang nằm một câu hỏi. Trở lại câu chuyện ông Trần Lưu Quang không có tài năng gì nổi bật lên và như diều gặp gió là dấu hiệu hết sức bất thường. Thêm vào đó, cánh Tây Ninh đang có thế lực mạnh nhất miền Nam, đang bắc tiến khá thành công. Thêm nữa là ông Trần Lưu Quang nhảy một bước từ Bí thư Thành ủy Hải Phòng lên chức Phó Thủ tướng thay thế Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cũng là điều rất bất thường. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang đi khấn mà. Tờ Thời báo chấm đê đã phân tích ông Trần Điêu Quang và chính phủ ông Phạm Minh Chính dường như đã đưa ông ta vào tay áo, chỉ đợi ngày trích ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khi hội nghị trung ương bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, ông Trần Điêu Quang là một ứng cử. Nếu Trần Điêu Quang vào Bộ Chính trị thì khả năng xoán ngồi ông Phạm Minh Chính là rất cao. Vào ngày 1 tháng 2, ông Tân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến chùa Tam Trúc đốt nhàng khấn vái. Ông vái và khấn gì chẳng ai biết được. Tuy nhiên, hành động đốt nhang này có thể được xem là cầu thần. Tờ Thể báo trong Đề đã dùng từ cầu thần vì chùa Tam Trúc là chùa quốc doanh, lập ra để kinh doanh, không phải để hướng Phật tử theo đường chính đạo. Cho nên, khó có chuyện Phật ngự ở ngôi chùa như thế đây là hình ảnh ông trần lưu quang và phạm minh chính như bản tin đã đưa thời báo đã liệt kê cho thấy từ trước tết đến sau tết ông phạm minh chính đã đi khắp bắc trung nam đốt nhàng khấn vái những nơi mà ông khấn toàn là những người đã chết trong đó có bốn người là cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng và cố thủ tướng đó là phạm văn đồng phạm hùng võ văn kiệt và phan văn khải và ông cũng khấn ông hồ chí minh tới hai lần Ngoài ra, ông còn khấn vái vong hồn các trinh nữ tại ngã ba Đồng Lộc. Nói chung, ông chính khấn ma. Trong chính phủ, ông phó thủ tướng thường trực thì khấn thần, ông thủ tướng thì đi khấn ma. Xem ra các ông này không tin vào chính mình mà tin vào thần thánh ma quỷ nhiều hơn. Không biết ông nào sẽ thắng bên chính trường đây, ông khấn thần hay ông khấn ma. Chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Trần Lưu Quang cầu cứu thần, Phạm Minh Chính cầu cứu mà. Ai sẽ thắng đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn vút dâu hùm tô lâm dám thanh thức hay trò dại đầy. Câu chuyện tòa án mới đây đã xảy ra một trường hợp rất lạ lẫm, đấy là một tội phạm trốn truy nã lại kháng cáo ra tòa. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là đã trốn ra nước ngoài và đang bị bộ công an truy nã. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nhàn và các đồng phạm cùng với các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai đã đưa ra phán quyết, theo đó bà Nhàn bị kết án 30 năm tù giam. Trốn truy nã nghĩa là trốn án tù, đã trốn án tù mà còn khiếu nại hắn nặng nhẹ thì quả là nực cười. Đây là trường hợp rất hy hi hữu, tuy nhiên một cây bút chuyên về chính trị thì Việt Nam đã cho biết một góc nhìn khá khác. Góc nhìn này không đơn giản là khía cạnh pháp lý mà là về mặt chính trị, về một trò chơi mèo vườn chuột giữa hai bên lùng bắt và bên chạy trốn. Đây là hình ảnh trốn truy nã vẫn kháng cáo. Theo báo Người Lao Động, đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối với bản án bị tuyên khi đang trốn truy nã được luật sư bảo chữa nộp thay. Đơn của bà Nhàn nêu quan điểm rằng quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bản thân bà là chủ mưu trong việc thông thầu. Như vậy thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang liên lạc với luật sư để người này bảo chữa và kháng cáo thay cho bà. Theo cây viết này cho biết đây là yếu điểm vì nó có thể gợi cho Tô Lâm cách lẩn ra nơi ở của bà Nhàn. Tất nhiên là phải làm cho thật bí mật, chứ nếu khua chiêng khua trống, bà Nhàn lại trốn đi nơi khác. Ông Trịnh Xuân Thành đã không bị bắt nếu ông không to mồm khi sang đến Đức. Giống như con ếch bị tóm và cái miệng làm lộ chuyện thì ông Trịnh Xuân Thành cũng hành xử tương tự như con ếch vậy. Chính ông Trịnh Xuân Thành sau khi sang Đức đã dám chọc tức Nguyễn Phú Trọng và ông ta đã, đã sai lầm khi đánh giá mức độ quyết tâm của ông Trọng và cho rằng mình đã an toàn. Không biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rút ra bài học gì trong vụ của ông Trịnh Trinh Thanh hay không, nhưng có vẻ như bà đang lập lại vết xe đổ của ông cựu quan chức họ Trịnh này. Đây là hình ảnh có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang muốn vuốt dâu hổm. Nếu bà Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng bà đã an toàn và muốn vuốt dâu hổm Tô Lâm để chọc cho hùm điên lên, thì có lẽ bà nên dừng lại. Đâu chỉ mình Tô Lâm muốn tóm bà mà cả ông Tổng Bí Thư nữa. Với bà Nhàn thì liên quan mắt xích quan trọng của đường dây mua bán vũ khí hàng tỷ đô la giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và các nhà thầu tại Israel. Ông Tô Lâm đã từng tổ chức rất công phu để tóm cho bằng được Trịnh Trân Thanh mà ông Thanh không hề hay biết gì cho đến khi bị bắt. Cũng có tin cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chịu nổi phiên tòa vu khống bà nên bà đã lên tiếng nếu bà nhàn nghĩ thế thì quá là non dạ chỉ vì tiểu tiết không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau khi bỏ trốn mà lên tiếng tranh hơn thua thì chỉ có thể có hại cho bản thân mình mà thôi nhưng khả năng bà nhàn là người non dạ lại không cao bởi một con người đã từng làm trung gian cho đường dây buôn bán vũ khí giữa các cơ quan tình báo quốc gia thì bà không thể nào non dạ mà phải là cáo già mới đúng nếu không non dạ thì ắt bà nhàn là người rất tự tin bởi bà dám liên hệ với luật sư mà việc làm này có thể cung cấp cho Tô Lâm đầu mối để truy tìm bà. Nếu biết nguy hiểm nhưng vẫn làm, vẫn dám vuốt dô hùm, thì có thể nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hề đơn giản. Có lẽ vụ bà Nhàn kháng cáo nên nhìn ở góc độ trò chơi quyền lực hơn là góc độ pháp lý, bởi ai cũng thấy nhìn ở góc độ pháp lý nó là câu chuyện buồn cười. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm sẽ làm gì khi luật sư vẫn liên lạc được với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hãy chờ xem ông Tô Lâm sẽ làm gì với bà Nhàn, bởi nếu không tìm ra bà Nhàn thì ông Tổng Bí Thư khó mà nhổ được trụ thủ tướng. Vụ IC có lẽ chỉ là môi nhử, mục đích là để đánh động Nguyễn Thanh Nhàn lên tiếng và từ đó Tô Lâm tìm cách lần ra bà. Cũng có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết thế đứng trong chỗ khuất để vuốt du hùm, khiến hùm lồng lộn lên mà khúc khích cười. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn vuốt dâu hùm Tô Lâm dám thách thức hay trò chơi dại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d